Hello. Lại đến mùa bóp mướp rồi cả nhà ơi. Cho mình hỏi một xíu nha, tình hình mưa bão ở chỗ các bạn thế nào rồi? Chứ bão Trà Bi vào Gia Lai là mưa từ hôm qua đến giờ. Nhiệt độ đang nóng mà chuyển sang lạnh đột ngột luôn ấy. Cả ngày hôm qua là mình không cảm giác được là lạnh, nhưng mà đến chiều tối là mình bắt đầu cảm thấy nó hơi lạnh một xíu. Và khi mình check độ á, lúc đầu là tưởng 28 độ, sau khi reset lại thì nó xuống còn 16 độ nha. Vậy là lạnh từ hôm qua đến giờ đấy. À, quay lại với nội dung video ngày hôm nay. Chiều hôm qua đi làm về thì mình có quay được một clip này đây. Sao mà ta nói năm nào nhà mình cũng có mướp hết nha. Đầu mưa vừa rồi thì ăn đọt mướp chán chê, đến giờ này thì đang còn quả đây, mà quả ăn không hết nên nó mới già như thế này nè. Tận dụng hết tối đa luôn, mình sẽ dùng cái sơ mướp này để tắm nha. Trước khi tắm nó thì mình sẽ làm cho nó sạch một xíu, dốc hết hạt để mình trồng nó xuống, năm sau sẽ có một cái lứa mới. Hạt nào không có xuống được là mình sẽ đập tứ tung như thế này đây. 1/4 hạt là cũng được rồi, chừng này đủ để trồng nha. Mà mọi người có công nhận với mình là tắm bằng sơ mướp kỳ ghét nó sạch hơn không? Cỡ như mình thì mình thấy khoái, chứ mấy cái bạn mà da nhạy cảm thì không thể nào thấy khoái được đâu nha. Tắm hơi bị đau đó. Làm sạch ở đây của mình cũng rất đơn giản thôi. Mình sẽ ngâm nó trong vòng vài tiếng và sau đó sẽ chà sạch nó đi. Đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả mà nhà ai có mướp đều cũng có thể làm được nè. Sau khi ngâm và rửa sạch thì mình sẽ dùng nó nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye.